Điều gì cản bước chúng ta đến với đỉnh vinh quang? Đã có lúc đối mặt với thất bại. Đã có lúc chúng ta hoài nghi bản thân và muốn từ bỏ. Nhưng với quyết tâm trở thành tuyển thủ PUBG Mobile chuyên nghiệp, với khao khát chinh phục đỉnh vinh quang. Kề vai nhau, chúng ta sẽ chinh phục mọi thử thách. Vì con đường đi tới thành công chưa bao giờ dễ dàng. Bất kể vượt qua bao nhiêu thách thức, tuyển thủ PUBG Mobile sẽ luôn thi đấu hết mình để chạm tay tới ngôi vị vô địch. BMBL Việt Nam mùa xuân 2022, nỗ lực đổi lấy thành công, vinh quang gọi tên người chiến thắng. Giải đấu BMBL Việt Nam mùa xuân 2022 quy tụ 20 đội xuất sắc nhất đã sẵn sàng khởi tranh. Đón xem ngay BMBL Việt Nam mùa xuân 2022 được phát sóng vào lúc 16:30 hàng ngày từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022 trên các kênh sóng của PUBG Mobile Esports Việt Nam. Nỗ lực đổi lấy thành công, vinh quang gọi tên người chiến thắng, and let's fight!